Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hôm nay là trước tiên nói rồi là hôm nay chúng ta sẽ xem xét một cái bài tập ở trong một cuốn sách bài tập lập trình Scratch của tôi đấy nhé. Thì hôm nay chúng ta xem xét cái bài này, đây là bài số 2 của cái volume 1 nhé. Cái bài cũng khá là đơn giản dành cho học sinh tiểu học thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái lời giải của nó ở trong cuốn sách đó nhé. Sau đó chúng ta sẽ mở rộng ra như thế nào, chúng ta phát triển lên như thế nào. Chúng ta thấy rất là hay, từ một cái bài đơn giản thôi. Chúng ta có thể dừng lại ở cái việc chúng ta giải nó cho học sinh tiểu học như ở trong sách. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tư duy một chút, chúng ta mở rộng nó ra và chúng ta thấy nó đưa ra rất nhiều những cái bài toán mới rất là hay nhé. Thì bài toán là như sau này. Bài toán là trong cái hình hình này trong trong Scratch có này, chúng ta phải mô tả con mèo chạy từ từ vị trí này là góc bên trái này, xong chạy sang bên phải này, xong chạy về góc góc nhỏ này ở bên bên phải, xong lại đi sang ngang, xong lại đi lùi lại về đây đấy. Nhưng mà đi một vòng xung quanh cái tòa nhà này đấy, mèo phải chạy theo cái đường thẳng trên này, màu đỏ là xuất phát từ vị trí ban đầu ở bên trái này và đi một vòng quay về vị trí cũ. Nhưng mà yêu cầu gì? Yêu cầu rất quan trọng là mèo là chúng ta phải mô phỏng làm sao cho nó đúng thực tế, là mèo nó đi càng xa thì nó càng nhỏ dần đi. Đó, đây là cái mấu chốt nhé, là mèo di chuyển này và đi càng xa thì càng nhỏ đi. Và một yêu cầu nữa là vì mèo nó có cái em nó có hình ảnh của nó là nó có hai cái hình ảnh mà chúng ta có thể dùng cái lệnh Next Costume đấy để chúng ta mô tả mèo nhưng đi thật đấy, di chuyển thật. Đó. Mèo mà từ đây này, mèo di chuyển sang bên phải, xong đi vào đây này, xong đi sang ngang, đi xuống đây này. Đó. Thì bài này là cái bài phân tích một chút thôi, là chúng ta có thể tính toán được. Chúng ta tính cái khoảng cách từ đây đến vị trí mà chúng ta chia là bốn đoạn, mình tôi mô tả. Chúng ta chia cái làm chia cái đường đi của mèo thành bốn đoạn. Đoạn 1 nhé, là đây này, đoạn 2 này, đoạn 3 này, đoạn 4 này, đó. Và mỗi đoạn như vậy chúng ta tính toán thử xem như vậy mèo sẽ đi theo hướng nào. Và cái khoảng cách này là bao nhiêu? Hoặc chúng ta có thể chỉ ra chính xác vị trí, thì gọi đây là vị trí A, vị trí B, vị trí C, vị trí D. Như vậy là đi từ A đến B, B đến C, C đến D và D quay về A, đó nhé. Thế thì trong cái cuốn sách nhà bài tập đó đó, quyển volume 1 ấy, thì đã có một cái lời giải như sau này. Thì bây giờ tôi mô tả trước, tôi mô tả cái lời giải của sách đấy nhé. Cái lời giải này là nó tương đối đơn giản và học sinh tiểu học cũng hiểu được. Là như sau này, chúng ta phân tích cái vị trí này và chúng ta thấy như sau này. Nhưng mà chúng ta tạm thời chúng ta tính là cái vị trí ban đầu của mèo là thật ra là một số con số nào có thể âm 189 và âm 83, vị trí này này. Đó. Chúng ta phân tích này, đoạn 1 này. Đoạn một là mèo đi sang ngang hướng là 90 độ này, chiều dài của nó là 400 pixel. Đoạn thứ hai đây thì chiều dài của nó là 225 và cái hướng của nó là chúng ta tính toán là khoảng 70 độ, âm 70 độ. Cái hướng này là hướng 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 âm 70. Không, xong đoạn 3 và ngắn hơn là 75 thôi và hướng nó là trừ 90 độ, là đi sang sang phải đây. Và đoạn 4 là chiều dài là 140 và hướng là 230 độ. Đấy. Nhưng mà chúng ta phân tích cái chúng ta phải tính toán một chút, chúng ta phải làm cái chúng ta tính toán ở trên màn hình thôi, chúng ta đo đạc, chúng ta tính toán được ra cái này đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái lời giải của chương trình như thế nào. Như vậy là ban đầu mèo phải xuất ở đâu ở đây này, xong đoạn 1 này, đoạn 2 này, 3, 4 thì chúng ta quay lại cái giải của nó. Bây giờ đây trên màn hình tôi sẽ bật ra cái lời giải. Đây. Cái lời giải của bài toán như đây. Ban đầu thì mèo là ở đây nhá. Mèo đến vị bắt đầu là mèo hướng ra bên phải là 90 độ này và mèo bắt đầu vị trí là âm 189 và 83 này. Cái chỗ này là chỗ đoạn đoạn 1 này. Đoạn 1 chúng ta nhớ lại, đoạn 1 của chúng ta là mèo là chiều dài là 400, chiều dài là 400 nhé. Và mèo sẽ phải chúng ta sẽ chia cái 400 đó ra thành 40 cái bước bước lặp. Đấy. 40 bước lặp là đi là 10 bước, 10 bước. Chúng ta dùng lệnh Next Costume để chúng ta cho mèo nó gọi nó đạp đạp chân đạp tay.
và khi mà mèo đi xong rồi thì sẽ quay về hướng là âm 70 và đợi 1 giây. Đấy. Chỗ này là lệnh chỗ này này, cái này là đoạn đoạn 2. Đoạn 2 là sẽ là đi lập là 20 lập lập là 25 và múp là 10 đúng không? Và 9 bước này. Đó. Và đoạn 2 này như sau này, mỗi một lần đi chúng ta giảm cái size của nó, cái chỗ nó là giảm đi trừ 3 cho nó nhỏ dần nhỏ dần. Đến cuối chỗ này này, 25 nhân trừ 3 là âm 75, như vậy đến cuối cùng đây là mèo sẽ còn lại là 25% thôi nhé. Đấy. Sau thì quay, sau đó mèo đi sướng sang bên trái, sang bên trái là âm 90 độ. Đoạn 3 đây, đoạn 3 là mèo di chuyển từ phải sang trái ở chỗ này nhé. Và mèo không không thay đổi kích thước của nó, giữ nguyên. Và cuối cùng mèo sẽ quay về hướng là âm 30 độ và sẽ đi về phía điểm ban đầu. Repeat là 20 lần, mỗi lần là 7 bước và mỗi lần như vậy là trên 3.85 cho nó để bạn tìm bạn khi mà tới điểm đầu này nó sẽ quay lại trở lại như cũ. Chúng ta thử nhé. Đây là đoạn đầu tiên này. Đó. Đoạn nhất này. Đó. Đoạn thứ hai này. Đó, đoạn thứ ba này. Đoạn thứ tư này. Đó. Vì chúng ta đây đoạn chính thì nó dài như này này. Đấy, ta chạy thử nhé. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Như vậy là đây là cái lời giải của chương trình, lời giải của trong cái cuốn sách đó nhé. Thì cái lời giải này chúng ta có thể dừng lại đấy cũng được, không sao cả. Nhưng mà tôi chúng ta hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích một chút để chúng ta thấy là chúng ta có thể làm được gì hơn của cái bài này, chúng ta có thể mở rộng ra được hơn hơn không hay như thế nào. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Bây giờ quay lại hình này. Như vậy là đích của chúng ta là chúng ta sẽ phải mô phỏng con mèo nó chạy như thế này. Đây. Chúng ta cứ mô phỏng con mèo nó chạy như thế này. Đây nhé. Đấy. Chúng ta hình dung. Ở đây là vị trí A này. Mèo sẽ phải di chuyển sang vị trí B này. Tức là cái chỗ này là cái đoạn 1 này. Từ B mèo sẽ di chuyển đến vị trí C này. Đúng không? Chỗ này đoạn này tôi gọi là 2. Xong từ C mèo sẽ phải đi sang bên trái với vị trí là D. Đấy, này tôi ghi là 3 nhé. Và chỗ này D đây. Cuối cùng là đoạn 4 là đi về vị trí A. Đấy. Chúng ta phần nào cũng thể tính được cái tọa độ của A, B và C và D. A đây nhé. A là như này chúng ta có thể tính được này. B chúng ta có thể tính được này. C chúng ta tính được này. Và D chúng ta tính được. Thì giả sử chúng ta tính được A, B, C, D rồi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng lệnh khác. Đây, ở trong trong chương trình, ở trong Scratch có cái lệnh như sau. Là cái lệnh là glide này. À, đây này, lệnh là glide tức là đi đến cái điểm XY này với một thời gian là bao nhiêu giây đó. Thế thì câu hỏi là chúng ta có thể dùng cái này để ta làm được không? Tôi cho làm thử lại nhé. Bây giờ tôi lưu một cái mới này. Cái trình này chúng ta lưu lại thành một cái bài đầu tiên này. Bây giờ tôi lưu cái mới ra tôi làm từ đầu nhé. Đây. Đây mèo đây nhé. Đây. Chúng ta có thể phân tích này. Bây giờ tôi đưa cái hình màn hình mà đã. Tôi đưa cái màn hình nền vào cho nó đúng nhé. Đây. Đây này, hình đây này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Ở đây là điểm A này. Được chưa? Các bạn đây nhé, đây là điểm A này. Đây sẽ là B này. Đúng nào? Ở đây sẽ là C này, D này, đây là quay về A. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Giả sử đây là A nhé, giả sử đây là A này, đó. Thì A thì chúng ta có thể nhìn thấy cái đo này, đây có thể là âm 189, không quan trọng cái số này được không, thừa chính xác thôi. Như vậy chỗ A đây nhé, A là âm 189 và âm 107. Thấy chưa? Rồi chúng ta ghi là, chúng ta ghi là điểm A là âm 189 và âm 107. Đây chúng ta ghi A nhé. Là âm 189, âm 107, không, này gần đúng nhé. Bây giờ sang đến B.
B thì nó phải đi đến cái vị trí mà nó phải đi ngang mà, cho nên B vẫn phải cùng cùng y với VA, như vậy đây B vẫn là âm 107. Chúng ta tính cái điểm x của B là bao nhiêu nhé. Đây bây giờ tôi sang bên này, tôi kéo cái này về đây vị trí này nhé. Đó vị trí này, vị trí này là B đi, vị trí này B thì B là chính là 202 đấy. B chúng ta sẽ cùng nhau viết lại cho thật chính xác. Chỗ này B sẽ là 202 đấy, chúng ta ghi vào đây 202. Để sang đến C, chúng ta cho mèo nó đi về cái hướng xa xa này đấy, đấy nhé. Đấy chỗ này chúng ta sẽ là 1 và trừ 5 đúng không nào. Thì sao một tí nữa đi, chúng ta có thể có điều khiển sau được, nhưng mà đây tôi để là 5 5 và 6 nhé. Rồi 5 và 6 nhé, tạm biệt để thôi, để có số đó. Như vậy cái điểm C của chúng ta sẽ là 5, đi về phía 5 đây là 6 nhé. D D D sẽ phải là D sẽ phải cùng 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 y vị D D sẽ D sẽ vẫn phải là 6. Còn kia vị trí D ở chỗ này là như nào? Đây là đây, D D sẽ phải kéo sang đây. Đấy. Đúng không? Chỗ này sẽ làm là âm 73. Âm 78 đi nhé. Để chúng ta để AD là âm 78. Đấy. Đâu rồi? D là âm 78. Đấy. Như vậy chúng ta thấy là bài này chúng ta làm cách khác, chúng ta dùng cái lệnh là glide to, thì nó sẽ đi, chúng ta sẽ để A là âm 189, âm 107, B là 20, B202 âm 107, C là 5 và 6 và D là trừ 78, 6. Được không ạ? Bây giờ chúng ta mô tả lại bình thường nhé. Thử xem như thế nào nhé. Đây. Bây giờ chúng ta làm cái bài này, chúng ta để mèo là đứng nguyên, mèo không thay đổi, không thay đổi cái kích thước. Ta làm thử xem mèo di chuyển như thế nào nhé. Đây. Bây giờ chúng ta thử này. Ta nhớ lại cái ấy nhé. Đây chúng ta ghi đây, ban đầu đây. Ban đầu mèo sẽ quay về hướng bên phải đây, để như thế nhé. Và mèo di chuyển, ban đầu mèo sẽ di chuyển về cái vị trí là, chúng ta nhớ lại một chút nhé, chúng ta nhớ lại cái vị trí của chúng ta là gì, là âm 189 và âm 107. Chúng ta ghi lại nhé, đây chúng ta ghi âm 189 ở bên này là âm âm 107. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt cho mèo di chuyển theo các hướng mà ta vừa nói, dùng lệnh glide nhé. Để cho nó 2 giây này. Bước đầu tiên là mèo sẽ di chuyển về điểm B, chỗ này đây là điểm A này. Điểm B là bao nhiêu? Điểm B sẽ là 202 và âm 107. Chúng ta ghi vào 202. 202 bên này là 107. Đấy. Sau bước tiếp theo nữa, chúng ta sẽ phải di chuyển từ vị trí này, từ vị trí B đến vị trí C. C ở đây 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 vẫn phải là 107, còn cái chỗ này của nó là bao nhiêu ạ? Chỗ này C là điểm mình đây. C của nó là, không phải là 5 và 6 chứ. C sẽ là 5 và 6. Đấy. Được rồi. C sẽ là 5 và 6. 5 và 6. Được rồi. Xong bước tiếp theo nữa là, đây là từ B, nhưng B đến C này, C D D quay về A. Quay về A thì V vẫn phải là 2. Đi quay về A để là quay về vị trí cũ. 5 và 6 đây sẽ quay về là âm 189 và đây là âm 107. Chúng ta thử bỏ vào xem như thế nào nhé, xem chạy như thế nào, ta thử nào. Này bắt đầu này. Ô bị nhầm. Chúng ta làm sửa lại. À, đây chỗ này là âm 107, nhầm chỗ này. Chỗ này là âm 107 bị lệch. Rồi làm lại từ đầu này. Âm 107 này, rồi quay lại này, đi sang kia này. Đấy. Ta thiếu một đoạn đó, đó sao thiếu một đoạn nào đó, từ từ nhé. Đây phần âm 786 đã, quên, ta thiếu một lệnh đấy, thiếu một lệnh nhé, thiếu một lệnh là đi hai, đây đi cái đèn ra sau nhé.
2 giây đến điểm D là điểm D là bao nhiêu? Điểm D thì nhớ lại điểm D này, xem điểm D. Đây là âm 78 và 6. Đấy. Âm 78 và 6. Bị thiếu mà nó bị. Đấy. Rồi, bây giờ như vậy chúng ta làm lại này, thử xem như nào nhé. Đấy, chữ 1 này, 2 đến C này, 3 này, đấy, 4 này, đó. Như vậy là với cái bài này chúng ta không dùng cách như vậy nữa, chúng ta dùng bốn cái lệnh like to, đầu tiên là lệnh di chuyển đúng không? Thì bạn thấy là mô tả cũng được, nhưng mà lệnh này nó có một nhược điểm là gì? Nhược điểm của nó là thứ nhất là nó không mèo nó đứng im một chỗ, nó không xoay chân, chân nó không động đậy được đúng không? Thứ hai là mèo nó không xoay được, nó không xoay về hướng mà chúng ta muốn. Và cái thứ ba là mèo nó không thay đổi được cái không thay đổi được kích thước. Đấy. Như vậy là thế là tạm thời dùng cái này nhé, nhưng mà bây giờ mình đang ghi lại. Ghi lại là cách làm Đi làm thứ là hai. cách làm cầm thứ hai Nha. Yeah. nha. Nha. Yeah. Sao mình không thấy như vậy sao Ôi nhỉ? xin mình làm vì sao nhỉ? Alo. Rồi đấy, mấy các bạn nào để bật 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 micro nó bị như vậy. Bây giờ ghi lại cái bài này nhé. Bài này là đây là phải gọi là cách hai nhé. Cái gì đây? Cách hai đơn giản hơn nhưng mà nó không phải chính Đơn xác. giản hơn nhưng mà không phải chính xác. Đó. Rồi thì tới đây chúng ta mới thấy là như vậy là cái lệnh này này là lệnh rất là hay, là nó cho phép là điều khiển con mèo đi trong bao nhiêu giây đến một vị trí x y nào đó, được chưa? Nhưng mà lệnh này nó có một nhược điểm mà tôi nói rồi đấy, nó có hay là đi đúng cái địa điểm đó hay cứ nhược điểm. Thứ nhất là nó không cho phép, nó là không cho phép để nó mô tả cái việc là nó đi thật, nó bước đi thật. Trong đó là mèo đứng đứng im một chỗ, không có cái lệnh là next custom. Thứ hai là lệnh này nó không cho phép là mèo xoay về cái hướng của điểm xy kia. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và chúng ta sẽ mở rộng cái lệnh điểm vấn đề này là gì? Chúng ta phải mở rộng một lệnh, chúng ta làm lấy một lệnh giống như lệnh này, mở rộng ra và chúng ta muốn mở rộng ra như sau. Đấy, là cái lệnh này nó phải mô phỏng được là nó vừa mô phỏng được di chuyển đến đúng vị trí x y, đồng thời nó phải là gì, đồng thời nó phải là nó xoay về hướng đó, và cái thứ ba là nó phải là có cái chân nó nhảy nhảy đúng không? Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đi về phân tích nhé. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ mở rộng, bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái lệnh là glide to. Đấy. Glide to đến cái điểm xy nào đó trong bao nhiêu giây, trong s giây. Đấy. Chúng ta sẽ mở rộng cái lệnh này. Cái lệnh này chính là lệnh mà trên màn hình ta đang có đấy. Cái lệnh này là cái lệnh mình đang có. Nhưng mà cái lệnh này là nó có nhược điểm là vừa nói như vậy. Vì chúng ta sẽ mở rộng lệnh này và chúng ta phải mở rộng như sau nhé. Các bạn chú ý đây là phần phần khó đây. Thứ nhất là lệnh này sẽ di chuyển con vật sẽ di chuyển từ vị trí hiện thời, các bạn chú ý nhé, từ vị trí hiện thời tới điểm xy trong s giây, tổng quát trong s giây, có thể là 1 giây hoặc là 2 giây, nhưng mà đây là chỗ này là cái lệnh là di chuyển từ vị trí hiện thời đến vị trí xy trong s giây. Đây là cái phần mà là mở rộng của cái lệnh glide to cũ. Thứ hai là tôi muốn là gì, là mèo là con vật đó là phải quay về hướng đến cái vị trí xy, mèo là phải quay về đúng hướng xy đấy. Thì nó có ý nghĩa chứ nó lệnh này của chúng ta là mèo nó cứ đi một chỗ như vậy là rất này chạy thử này, nó không toàn toàn quay phải, nó không đó, như vậy chơi nó rất là dở đúng không nào? Di chuyển thì đúng rồi nhưng mà có cái dở là mèo nó không xoay. Bây giờ tôi muốn là cái lệnh này của chúng ta phải bảo đảm rằng là mèo nó phải xoay về hướng xy.
Và cái mục đích thứ ba nữa, là gì? Mèo nó phải là nó phải linh, nó phải có chạy, nó phải có animation. Animation tức là nếu mà mèo mèo mà nó có chân ấy, có chân thì nó phải di chuyển như có chân thật, tức là mô phỏng, tức là đây là mô phỏng di chuyển thật, mô phỏng chuyển động thực sự luôn nhé. Đó. Thì đây là cái mà chúng ta sẽ cùng nhau sẽ phải bàn, sẽ phải làm ngay bây giờ. Như vậy là như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái bài này ra. Bây giờ chúng ta sẽ new cái bài mới, bài này tôi ghi rồi nhé, bài new bài mới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập một cái lệnh mới. Đây, lệnh mới đây. Tôi ký hiệu tôi dùng tiếng Việt nhé, là di chuyển. Nha. Yeah. Đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích làm một lệnh máy tính nhé, một lệnh máy tính nhé là di chuyển. Đấy, di chuyển đến vị trí là x y, tọa độ x gì, tọa độ y này, chúng ta làm luôn nhé. Và trong bao nhiêu giây, trong tôi thêm là s giây. Đấy, thì đây là cái lệnh rất quan trọng. Nó là tổng quát của lệnh mà lệnh glide to. Đấy, chúng ta sẽ mô phỏng lệnh này. Lệnh này là nó tổng quát hơn so với cái lệnh này. Đó. Cái lệnh này là di chuyển trong 2 giây đến vị trí x y. Lệnh này là cũng di chuyển s giây tổng quát nhé, đến vị trí x y. Nhưng mà nó hơn cái lệnh glide to này là ở chỗ này này, hơn lệnh này là chỗ là thứ nhất là nó phải quay về hướng x y. Đấy, thằng này không có nhá. Thứ hai là nó phải vừa đạp chân, tức là nó là chuyển động animation. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái này. Đây, cái lệnh này là rất hay luôn, các bạn mình chú ý nhé. Thế bây giờ trước khi mà phần kiến thức này là nó vượt quá rất nhiều so với học sinh tiểu học ấy. Thì các bạn thấy như vậy là trong những cái bài toán về Scratch ấy, có rất nhiều bài mô phỏng. Đây là một cái bài toán hoàn toàn là mô phỏng, mà kiến thức của nó là vượt quá cái chương trình của tiểu học. Sinh tiểu học còn rất là khó hiểu. Thì các bạn thấy là như vậy thấy là cái chương trình lập trình Scratch này hoàn toàn là học sinh cấp 2, cấp 3 là vẫn học được, chứ không phải là hiện nay cái tư duy của rất nhiều người nghĩ rằng cái này chỉ có sinh tiểu học thôi là không được. Tiểu học là chỉ phần mô phỏng cái phần đơn giản, phần lõi đơn giản tối thiểu thôi. Còn một số chức năng nâng cao một chút, mô phỏng hay một chút thì đều phải dành cho học sinh cấp 2, cấp 3 làm cho mới hay. Ví dụ cái bài này. Cái bài này tôi đang là tổng quát cái lệnh là glide. Lệnh là di chuyển bao nhiêu giây thì vị trí x y. Bài này cũng vậy, di chuyển bao nhiêu giây thì vị trí x y. Nhưng mà tôi sẽ tổng quát hơn, và cái bài này chúng ta phải dùng kiến thức của cấp 2, cấp 3 thì học sinh mới hiểu được. Rồi, thế bây giờ cái việc đầu tiên mà tôi muốn là gì? Tôi muốn bài toán đầu tiên đặt ra là gì, là mèo phải, con vật chúng ta phải hướng đúng về hướng x y nhé. Đây, cái bài toán đầu tiên này, bài toán nhé, là từ vị trí hiện thời tôi biết là, không biết là ở đâu nhé, hiện thời cần xoay hay cần tính góc để nhân vật xoay đến vị trí x và y. Đó. Tức là giả sử bây giờ chúng ta đang vị trí, giả sử con mèo đang ở đây nhé, đang ở vị trí này nhé, x y là ở đây, đây là điểm x y đây. Thì mèo hiện nay mèo đang nhìn về phía này chẳng hạn, bây giờ chúng ta phải dùng làm sao để biết được là mèo sẽ phải hướng về hướng này. Có làm được không? Đó. Thì đây là bài toán rất là khó nhé. Bài toán rất là khó nhé. Thì tôi không tặng lấy lời của nó nhé. Bây giờ tổng quát là gì? Tôi mô tả như sau này. Thật ra chỉ là như sau đây này. Cái bài toán này dẫn về như sau nhé. Cái bài toán này dẫn về như sau nhé. Chúng ta quan sát này. Dẫn về này. Dẫn về là ở trên Scratch làm sao chúng ta, đây điểm 0 đây nhé, đây là điểm 0 0 đây,
đây là điểm XY đây. XY đây. Bây giờ làm thế nào mà tính được cái góc, cái góc này này. Đấy, gọi là alpha này. Làm sao tính được góc alpha? À, góc mà hướng của nhân vật ấy về cái điểm XY. Có tính được không? Chúng ta nhớ lại là trong Scratch có tính góc như này nhé, không như là ở trong bình thường. Ở trong Scratch nó tính như sau này. Ở đây là góc 0 này. Ở đây là 0 này. Đấy, 0 này. Góc này là alpha này. Góc này là 90 độ này. Góc này là 180 độ này. Góc này là 270 độ này. Là tương đương cái này là âm 90 độ là bên này này. Đấy. Cái này gọi là âm 180. Góc này là nó tức là góc alpha và alpha cộng 360 độ là tương đương. Chu kỳ của nó là 2 pi mà. Đó. Thế bây giờ cho trước XY, cho trước điểm XY. Đây điểm 0 đây. Bây giờ tính góc này có tính được không? Đấy, chúng ta nào. Nhé. Bây giờ đầu bài là tính góc alpha. Tính góc alpha hướng về kia điểm. Tính cái này rồi tôi sẽ phải thì tôi mới làm chuyện tôi cho nhân vật của chúng ta mới hướng về góc này này. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ cách làm sau là cách làm này tôi các bạn để giải nhé, mà cái làm này là hoàn toàn là vượt chương trình của tiểu học. Thậm chí đây trình cấp 3 chứ cấp 2 cũng rất rất là khó hiểu. Thì bây giờ tôi mô tả nhanh cho các bạn xem nhé. Đây. Chúng ta là đây nhé. Đây. Đây, đây là XY đây, điểm XY đây. Chúng ta cần tính góc này này, alpha. Được chưa? Thế bây giờ cái làm như sau nhé. Cái làm như sau này, chúng ta cùng trong tính nhé. Đấy. Thì tính, chúng ta cần tính alpha. Hay là tính công thức của alpha. Các bạn có ghi chép lại nhé. Để chúng ta, cái này ta làm cho những rất nhiều bài toán khác. Cái bài này là cái bài, cái lệnh mà chúng ta sẽ tạo ra là lệnh rất quan trọng, dùng rất nhiều nơi. Trong tất cả những cái trong rất nhiều cái game khác mà các bạn dùng ấy thì chúng ta sẽ mô tả sau, nhưng mà cái lệnh này rất quan trọng nhé. Bây chúng ta xét trường hợp sau đây nhé. Trường hợp 1 này là chúng ta xét là trường hợp nếu x thì lớn hơn 0 thì như thế nào. Trường hợp x thì lớn hơn 0 nhé, thì chúng ta thấy cái góc này này, góc này thì chúng ta tính vào đây nhé. Này ở đây chính là x gì này, ở đây chính là y, đây chính là y này, thấy không nào? Thì rõ ràng là thấy là cái góc alpha, nhưng thì alpha chính là bằng là gì, chính là bằng là bằng là 90 độ trừ đi góc này. Đấy. Mà góc này là tính như sau này, góc này các bạn tính em thì vì là góc này là góc gọi là góc tan của nó nhé, tan của góc này này, tan của góc mà chúng ta đang tính này nó sẽ là bằng chính là y chia x gì. Vậy suy ra góc này này, góc này là sẽ nó chính là bằng là áp tan, khó thế nhé, hàm ngược của tan của y chia x. Vậy suy ra là cái alpha chính bằng gì, là áp tan, khó luôn, cực kỳ khó đấy nhé, áp tan của y là hàm ngược của hàm tan nhé. Đấy. Vậy nó x lớn không thì nó là như vậy. Đây là một công thức nhé. Công thức thứ hai là giả sử là x thì nhỏ hơn 0. Đấy, thế nó nằm ở dưới đây này, x thì nhỏ không, nó nằm ở dưới đây này. Đó. Đấy, thì các alpha nó biệt sẽ như thế này. Alpha đây. Đấy, thì alpha nó sẽ bằng bao nhiêu này? Nó sẽ bằng như sau. Trường hợp thứ hai là x thì nhỏ hơn 0 thì cái alpha này. Alpha nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng là đây. Nha. Yeah. Chính là góc này này. Góc này này. Đấy. Mà góc này này, góc này của nó chỉ bằng là âm của âm của 90 độ trừ đi góc này này, trừ đi góc này. Đấy. Đúng không?
chia góc này chứ, chia góc này này, à cái góc này chứ, đúng không? Để tôi xem nhé, nó sẽ bằng dung na, nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Để một tí thôi, mà kết quả nhé, kết quả của nó là làm trừ đi 90 độ, đây là 90 độ cộng với cái này, coi như là cộng với arctan của y chữ x. Đấy. Để tôi xem vì sao như thế nhé, đây là góc alpha nhé, alpha góc này là góc âm, là âm của bên này. Không, tôi lấy 90 độ, được rồi, 90 độ đi, 90 độ nhé, 90 độ này cộng với cái cộng với arctan, cộng arctan là cái này, arctan nó là một số âm, trên thực ra nó là trừ đi góc này, sau đó lại phải làm phép trừ nữa. Hay các bạn là xem lại nhé, nó chính là cái này đấy, thực ra nó chính là cái này. Tức là bây giờ thì như vậy, trường hợp này alpha nó sẽ bằng là trừ 90 độ và trừ đi acta. Cái này các bạn mình xem lại nhé, cái này hoàn toàn là toán học này, không có gì cả. Đó là trường hợp thứ hai là y nhỏ hơn không thì như vậy. Trường hợp thứ ba là trường hợp là x thì bằng không và y lớn hơn không, tức là nó không phải là với không, là không đấy, x thì bằng không, tức là góc góc này này, góc thẳng lên này, trường hợp thứ ba là góc thẳng lên nhé, góc thẳng lên gì suy ra là alpha bằng không. Trường hợp thứ tư là x bằng không mà y lại nhỏ hơn không, tức là nó ấy xuống. Trường hợp này là góc nó lên này, trường này là góc xuống này, trường này sẽ là alpha sẽ bằng là 180 độ. Đấy, như vậy ta chưa suy ra như sau này, cái lời giải của nó như sau, như lời giải là như sau nhé, lời giải hay là công thức tính alpha này, tính alpha là như sau nhé, nhắc lại lần nữa này, để các bạn phải ghi lại và sau này sẽ dùng nó lâu dài nhé. Đây, nếu mà x thì mà lớn hơn không thì alpha bằng 90 độ trừ đi arctan của y chia x. Đấy. Nếu mà x thì nhỏ hơn không thì alpha bằng là trừ 90 trừ đi arctan y chia x, là có thể tính được. Trường hợp x thì bằng không, y mà lớn không thì alpha bằng 0. Trường hợp là x bằng 0, y nhỏ hơn 0 thì alpha bằng 180 độ. Đấy, đây là công thức tính. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta áp dụng cái này vào. Áp dụng cái này vào và chúng ta sẽ áp dụng cái này vào nhé. Và chúng ta quay vào đây. Đấy. Thế bây giờ đây chúng ta phải, bây giờ muốn mà làm cái này thì việc đầu tiên chúng ta phải tính góc alpha. Xong chúng ta cho con mèo này di chuyển về cái xoay về alpha trước đã. Sau chúng ta tính toán để chúng ta cho di chuyển từ vị trí hiện thời đến vị trí x, y. Được chưa? Rồi, thế chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta phải tạo ra nhiều các cái biến, mà cái biến này là biến riêng của con mèo này. Bây giờ chúng ta tạo ra cái biến riêng này, cái biến này dùng để chúng ta tính toán nhé. Rồi này, bây giờ chúng ta cùng nhau tạo ra các cái biến riêng nhé. Cái biến riêng của con mèo này, cái biến này dùng để tính toán cho rất nhiều trường hợp khác nhau, cho trường hợp này đúng không nhé. Bây giờ tôi mô tả như sau này, các bạn cùng nhau làm nhé. Tất cả cái biến này là biến riêng của con mèo, không phải khối bề chung, chỉ có mình con mèo dùng thôi nhé. Đầu tiên chúng ta đặt cái biến là biến alpha. Bên này chỉ là tính góc, tính cái góc mà con mèo sẽ phải quay về, sẽ phải xoay về hướng alpha, tức là hướng của cái điểm xy này này. Đấy, đầu tiên là alpha này. Tiếp theo chúng ta sẽ vì là chúng ta không điểm hiện thời của chúng ta nó không phải là điểm 0 0, cho nên chúng ta sẽ phải
suy về tính cái góc của cái vector cơ, của cái vector từ vị trí thời đến vị trí xy. Như vậy chúng ta sẽ phải tại vector đó chúng ta tạo các cái biến nữa là x và y. Đây. Tôi sẽ mô tả xong. Biến này sẽ là x y nhé. Biến riêng hết nhé. X y này. Và biến thứ hai là biến y. Ta làm cho làm thật cẩn thận nhé. Biến y. Đó. Rồi. Thế thì việc đầu tiên là chúng ta tính alpha theo cái vector x y. Thì đầu tiên chúng ta tính x y. Tính x y đã nào. Nhé. Đầu tiên là x y này. XY chính là cái em là cái gì? Chính là cái vector đây này. Đây đây là cho tính cái này là tính từ vị trí từ cái điểm 0, điểm 0 nhé. Còn bây giờ chúng ta làm tổng quát là như sau. Chúng ta con mèo của chúng ta đang ở vị trí bất kỳ ở đây, vị trí bất kỳ ở đây. Vị trí con mèo ở đây nhé, con mèo ở đây này. XY nằm ở đây. XY đây. Đây là XY của thì chúng ta cần tính cái vector này. Thì chúng ta đặt cái biến riêng biến xy là biến riêng của con mèo nhé. Còn đây là cái biến hai cái biến này là xy của cái thủ tục nó khác nhau. Đấy, chúng ta làm như sau này. Đây. Thì xy là gì? Xy là cái biến xy này này và trừ đi cái vị trí hiện thời của con mèo. Chúng ta làm phép trừ. Ta trừ hai vector thôi mà cái này. Cái này chính là vị trí xy và trừ đi vị trí hiện thời của con mèo chính là trừ đi cái này, trừ đi cái tọa độ x gì đây. Đây còn y, y sẽ là cái em phép trừ trừ tọa độ là y đây về cái em vị trí tọa độ hiện thời của con mèo là vị trí y đây. Thì như vậy x y đây chính là cái vector mà chúng ta cần tính góc. Cần tính góc đó nhé. XY, chúng ta nhìn nhầm lẫn nhé. XY này này, màu hồng là XY của cái là vị trí hiện là cái vị trí mà chúng ta muốn muốn hướng đến. Nhưng mà chúng ta phải lấy cái XY này là bên riêng của con mèo. Chúng ta phải lấy XY đỏ trừ đi X position và y đỏ chỉ position thì cái vector XY màu vàng này, chính là vector chúng ta cần phải biến đổi. Chúng ta cần phải hướng cái alpha đến góc tính alpha. Thì bây giờ chúng ta tính alpha theo công thức này. Đây cái công thức này được chưa, thì mình hơi phức tạp một chút, chúng ta phải tính nó không cái nào khác cả được chưa. Đây thì chúng ta tính này, đầu tiên này chúng ta cũng thuộc công thức nhá, chúng ta làm một vậy. Đầu tiên là chúng ta nếu này if này đó. Đầu tiên là nếu if x gì mà lớn không thì sao, x gì này nhé. Đây nếu x gì lớn không thì chúng ta làm gì. À, chúng ta nhớ lại một chút nhá. Thì x lớn không thì chúng ta sẽ phải tính theo công thức này. Đây. Bằng alpha bằng 90 độ trừ đi tan y trên x. Chúng ta làm công thức nha. Đây. Cái này có thấy nó khó không? Thì chúng ta sẽ xét cái alpha đấy bằng phép trừ. Bằng phép trừ. Đúng không? Trừ ở đây là gì? Trừ gì? Trừ ở đây là trừ là 90 độ. 90 độ trừ đi tan của y trên x. Chúng ta phải lấy cái hàm của nó đây. Cái hàm này này. Đây. Hàm arctan là cái hàm này này. Hàm gọi là hàm arctan chính là hàm a-tan. A-tan chính là hàm arctan đấy. Đây. Arctan của y trên x. Chúng ta phải lấy cái này ra. Bạn thấy nó phức tạp không? Đây này. Đấy. Chúng ta phải lấy ra cái này. Làm lấy ra là y trên x. A tàng sẽ đường vào đây. Thấy không nào? Mới nếu xì lớn không thì đặt như này. Bây giờ tiếp theo là nếu xì nhỏ hơn không thì sao? Chúng ta là phải làm cái nếu nữa nhé. Cái nếu thứ hai. Đây. Nếu thứ hai. Nếu mà xì nhỏ hơn không. Đây. Nếu xì nhỏ hơn không. Chúng ta copy cái này xuống đây. Đây. Thì chúng ta set alpha là như thế này. Chúng ta xét alpha là đây theo công thức cụ thể xét alpha là trừ 90 độ trừ đi arctan. Chúng ta chỉ phải sửa một chút chỗ này thôi, chúng ta sửa chỗ này là trừ 90 độ trừ 90 đấy. Thấy chưa. Bây giờ tiếp theo là chúng ta phải tính theo công thức này, nếu mà x bằng 0 đây thì x y lại riêng rẽ đây, chúng ta tính lại nhé. Thì đây chúng ta phải nếu như này, chúng ta thấy là phức tạp không, nó phức tạp đây.
Nếu nhé, nếu x bằng 0 copy cái này xuống. Nếu x bằng 0 thì là chia ra làm hai chiều con. Chiều con là đối với y. Đây đối với y. Nếu y lớn 0 thì alpha bằng 0, y nhỏ 0 alpha bằng 1 bằng 180. Đây chúng ta đặt lại nhé. Chúng ta đưa cái này vào. Đây. Đấy. Nếu x lớn 0 thì sao? Nếu y lớn 0 thì sao? Đây. Rồi. Nếu y nhá. Nếu y lớn 0 thì chúng ta đặt alpha bằng 0. Đấy. Nếu y không thì chúng ta set alpha bằng 0. Còn ngược lại, chúng ta set alpha bằng 180. 180. Đó. Thì đây chính là cả cái đoạn này, chính là cái đoạn mà suốt cả cái đoạn này này là cái đoạn chúng ta tính góc alpha, tính góc mà để hướng, để cho con mèo hướng về điểm x, y đây này. Đấy. Bạn thấy nó dài, con phức tạp không? Đấy, bạn thấy, nhưng mà đây là một cái đoạn chương trình rất là ngắn, rất là nhưng mà nó rất là khó đối với học sinh tiểu học đấy. Nhé. Như vậy là tin học là rất liên quan đến tiểu học. Như vậy tới đây rồi nhé. Tính số alpha này chúng ta chỉ việc gì? Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta point in direction cho con mèo hướng về. Hướng về đâu? Hướng về góc alpha. Đây, hướng về alpha. Thấy không nào? Thì đây chính là cái chỗ mà, đây chính là cái đoạn chương trình. Chỗ này là đoạn chương trình mà cái lệnh line này nó không có. Lệnh line này mèo nó không xoay. Còn lệnh này nó bảo đảm mèo sẽ đi, sẽ xoay đúng về hướng của điểm x, y. Đấy. Rồi, thế bây giờ tiếp theo. Tiếp theo là cho ta làm như sau. Bây giờ mèo được hướng đúng rồi nhé, thì làm như sau. Đây, đây là mèo đây này. Đây là con mèo ở đây nhé. Đây là điểm x, y nhé. Đấy, thế bây giờ chúng ta phải làm sao để mèo sẽ di chuyển, mèo đúng hướng rồi, mèo hướng đúng rồi, bây giờ mèo sẽ move về phía trước. Làm thế nào đó để mà chúng ta di chuyển về đây đúng trong SJ. Đấy, thấy không nào? Mà mèo là phải có đạp chân cơ. Đó. Như vậy chúng ta phải như sau, chúng ta phải chia cái này là thành N bước. Thành N cái bước lập. Và bước lập này chúng ta cho cái lệnh là mèo đổi costume. Đấy. Thì tôi gọi cái bước lập đó là N. Đấy. N là số bước lập, chúng ta phải tính thôi, số bước lập. Thì chúng ta có thể tính theo nhiều cách. Thông thường là tôi làm sao là N, tôi tính là gọi cái khoảng cách này là D nhé. Tính theo pixel là D này. Thì chúng ta cho N bằng là D chia cho 2 hoặc D chia 3 gì đó cũng được. Ta làm công thức này. Thì chúng ta sẽ... Và mỗi lần như vậy làm mèo sẽ di chuyển một cái khoảng cách là D chia cho N. D chia cho N. Đấy. DN tức là đây sẽ là 3 đấy không? Đây chia 3, D chia cho N. Phải như vậy là mèo phải, mà mỗi lần như vậy là di chuyển phải đợi trong thời gian là S thì chia cho N giây. Tổng lại nó sẽ là S giây. Vậy đi một bước đây này, đi một bước ở đây này là mèo sẽ thay đổi costume này. Đợi là từ này giây này. Và bước đi bước là từng này bước này và lọc n lần. Đấy, chúng ta sẽ phải. Mà chúng ta cần có cái như sau, chúng ta cần có cái tham số là gì? Tham số là d để tính cái khoảng cách từ điểm m điểm x, y. N là cái số bước lọc chúng ta cần phải tính. Đó. Cần hai tham số là d và n nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Khi mèo đã xoay về hướng này là đúng rồi, mà đi về phía trước thôi. Rất đơn giản đúng không nào? Đây, bây giờ chúng ta cần tạo thêm hai cái biến nữa, biến riêng nữa nhé. Một cái biến là tôi đặt là bằng là n sẽ là số bước lập, cần lập. Được chưa? Biến thứ hai là đặt là cái d, tính d khoảng cách. Ta không tính cho nó dễ để tính này. Được chưa? Rồi, thì đầu tiên tôi phải tính d là cái khoảng cách từ điểm hiện thời tới cái điểm xy hay là chính là cái vector xy này chính là cái vector đó đấy, đấy. Được chưa? Đó thì là chúng ta bây giờ cái khoảng cách giữa hai điểm vector thì biết rồi, cái khoảng cách d giữa hai điểm là như sau này. Chúng ta nhớ lại cái công thức của toán học nhé.
là cái d này, cái d này là chính là cái khoảng cách từ điểm là cái độ dài, là độ dài của vector xy của chúng ta. Vậy nó sẽ bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Đấy. Để chúng ta cùng làm nhé. Đây. Xy này này, không phải là xy của nó đâu nhé, không phải điểm này mà xy màu vàng này chính là cái vector vector chỉ từ vị trí hiện thời của mèo đến vị trí xy kia. Xy này này. Đấy. Thì như vậy cái d này là chính bằng căn bậc 2 của chúng ta xem lại cái hàm của nó nhé. Đây. Cái hàm căn bậc 2. Đây. Hàm căn bậc 2 là hàm này này, SQRT nhé. Hai chỗ này nó sẽ là x bình phương cộng y bình phương, nó sẽ làm bằng phép cộng. Đây. Nó sẽ làm bằng phép cộng. Phép cộng. Trong cái cộng này sẽ là hai phép nhân. Hai phép nhân. Nhá. Đây. Sẽ là x. Đây, x bình phương cộng với y bình phương. Đây. Thì đây sẽ là y này, đây sẽ là x này. Thì cái này chính là d này, đó, được chưa? D chính là cái này. Giờ bây giờ chúng ta tính tiếp là n là n này, n tôi có thể n tôi tính bằng d chia 2 hoặc d chia 3 cũng được, tùy, cũng d chia 4 cũng được, không quan trọng lắm nhé. Thì chúng ta đi bao nhiêu bước thôi, vì tôi cho nó là chia, tôi cho nó là chia cho d chia 3, tức là chúng ta đi mỗi bước chúng ta đi 3 bước còn chia 3. Đấy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi là chúng ta bắt đầu mô tả nhé. Chúng ta bắt đầu mô tả đây. Chúng ta sẽ làm như sau này các bạn, bắt đầu mèo sẽ phải lặp n bước. Này lặp nhá. Đúng như là cái bình thường chúng ta mô tả cái bước đi của nó nhé. Lặp bao nhiêu bước? Lặp là n bước. Đấy, n bước. Chưa? Mỗi lặp như vậy, mèo sẽ đi về phía trước dùng lệnh move, vì mèo hướng đúng rồi, mèo đi về phía trước một kia tổng khoảng cách là d. Và n bước suy ra là mỗi bước sẽ là d chia cho n. Chỗ này sẽ là d chia cho n. D chia cho n. Đấy. Được chưa? Đấy. Sau bước này thì mèo sẽ làm sao để cho mèo di chuyển được, chúng ta phải cho mèo cái lệnh là next costume để mèo thay đổi. Được chưa? Sau đó để cho tổng thời gian đi là s giây, chúng ta cần s giây mà, s giây đây. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ mèo sẽ phải chờ một cái lệnh wait. Tổng là sc và n bước, mỗi bước như vậy là phải chờ là sc chia cho n giây. Đấy, chúng ta làm phép chia như thế này. Đấy. Và đây là n phía dưới này nhé. Đấy. Chúng ta kéo cái sc này xuống, sc này, sc giây này. Này. Đó. Không nào. Như vậy sau khi tính được d tn thì đây là cái đoạn chương trình ngắn thôi để mô tả là mèo sẽ di chuyển đi về cái phía điểm xy kia và đi lặp n bước và có dịch chuyển cái đôi chân để thành mô phỏng và chờ một sản xuất, vậy là chờ s chia n giây, tổng cộng sẽ là s giây. Đó. Thấy không nào? Bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta giả sử nhé. Thì tôi cho mèo này chạy thử nhé. Đây. Cho mèo di chuyển, bắt đầu giả sử ban đầu đây nhé. Thế được. Cho mèo di chuyển từ vị trí hiện thời là ở đây nhé. Đây. Hiện thời di chuyển về vị trí là 100 100 vào trong 3 giây nhé. Thử xem nào. Đấy, thấy không nào? Di chuyển chính xác luôn. Thì bây giờ đây tôi muốn cho di chuyển xuống nhé, tôi dùng lại cho cái lệnh di chuyển xuống là di chuyển về vị trí là x vẫn là 100, nhưng mà y thì là trừ
40 chẳng hạn. Chúng ta đi xuống này. Đấy, thấy không nào? Như vậy là chúng ta đã mô phỏng được cái lệnh là cái này là di chuyển tổng quát nhé. Đó. Rất là hay rồi. Thế bây giờ vậy chúng ta có một lệnh rất hay rồi. Bây giờ tôi sẽ làm cái chương trình ngắn nhé để chúng ta mô tả thôi. Như sau này, bắt đầu tiên là mèo sẽ ở giữa sân khấu này, chúng ta sẽ nháy chuột và mèo sẽ quay về hướng con chuột chuột và mèo sẽ đi về hướng con chuột chuột với thời gian là 2 giây nhé. Cho làm thử cái chương trình nhé. Bây giờ chúng ta ghi lại đây là cái bài số 2. Đây. Chúng ta viết trình chính cho mèo này để thử nghiệm trình này thôi nhé. Đây này. Ban đầu mèo sẽ di chuyển go to về điểm giữa màn hình là 00 này nhé. Ban đầu là 00 và mèo sẽ quay về bên phải. Đấy. Sau đó như sau. Sau đó là liên tục trong phòng lọc forever. Tôi làm thử như sau này. Đấy. Nếu chúng ta mà nháy chuột đó thì mèo sẽ di chuyển về phía con chó chuột, sẽ xoay mặt về hướng con chó chuột và đi về phía con chuột trong thời gian 2 giây. Chúng ta làm thử nhé. Đây là if này. Đây. If mà chúng ta nháy chuột đây và sensing nhé. If mouse down. Đó. Thì lập tức là mèo sẽ di chuyển bằng lệnh mới của chúng ta. Không chúng ta không dùng lệnh là glide to nữa mà chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng lệnh này, mèo sẽ lập tức là di chuyển đến vị trí tọa độ XY. Tọa độ của chuột là cái gì? Chúng ta vào sensing, chúng ta đây là di chuyển tới vị trí là mouse X và mouse Y. Là cái vị trí hiện thời của con chó chuột và trong 2 giây và cứ như vậy liên tục. Bây giờ chúng ta thử nhá, xong đúng không nhá. Đây chúng ta phóng to thì ta nhìn này. Đây. Bắt đầu nhá. Nháy chuột này. Đấy. Di chuyển đúng chưa nào? Bên này này. Đấy, mèo sẽ xoay đúng hướng luôn đấy. Bạn thấy là rất là hay là như vậy chúng ta đã vừa mới mô tả xong cái lệnh là mở rộng của lệnh glide. Là cái lệnh mà di chuyển mở rộng một cái hàm ở trong Scratch. Hàm này rất hay là nó mở rộng và nó cho phép là con vật chúng ta là không những là di chuyển đúng về vị trí đó trong thời gian đó mà lại có nhấp nháy, lại có animation, tức là nhấp nháy đôi chân đấy, và đồng thời lại xoay về đúng hướng. Quan trọng là xoay đúng hướng, cái đó mới là quan trọng. Thấy không nào? Đó. Không có làm kịp đâu. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta ghi lại cái lần này nhé. Tôi ghi lại cái bài này là cái bài số 3 thì phải nhé. Bài số 3 là tạo lệnh line tổng quát. Được chưa? Đó. Mà thấy không hay không nào? Nhưng mà cái bài này bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái bài này vào cái bài đầu tiên của chúng ta nhé. Cái bài số 2 trong cái quyển lúc nãy đấy. Thì vẫn chưa đúng. Gần đúng rồi nhưng mà chưa đúng lắm, bởi vì cái lệnh này của chúng ta là nó cũng dở, là nó thì nó không tạo, mèo nó không thay đổi được kích thước. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở rộng một lần nữa. Thôi, mặn. Nào, bây giờ chúng ta mở rộng lần nữa này. Rất quan trọng này. Chúng ta cùng nhau quan sát này. Bây giờ tôi sẽ mở rộng cái lệnh này. Cái này là mở rộng rồi nhé. Bây giờ tôi mở rộng nữa. Làm sao mà khi mà di chuyển thì vị trí hiện thời đến vị trí XY đó, mèo là thay đổi kích thước, có thể to lên, có thể là bé đi. Đó, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích. Lệnh này là lệnh quan trọng nhất của hôm nay này. Chúng ta mở rộng một lần nữa. Là không những là mèo xoay về hướng điểm XY bất kỳ, di chuyển về hướng X điểm XY trong thời gian là SZ, đồng thời là chân, đôi chân luôn luôn là chuyển động để mô tả cái gọi là cái hoạt hình. Nhưng đồng thời bây giờ chúng ta sẽ mở rộng lên để mèo có thể là phóng to hoặc thu nhỏ đi, để chúng ta quay về cái bài toán của chúng ta. Này, chúng ta dùng lại đó, chúng ta quay về cái bài toán này, bảo đảm rằng là mèo di chuyển theo đúng. Và bây giờ là nó di chuyển là nó đây, bây giờ phần này nhá, và nó di chuyển đây, nó di chuyển nó bé đi thật. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái đó nhá. Thì ra làm như sau này, bây giờ chúng ta sẽ tổng quát một lần nữa này. Bây giờ nhá, bây giờ tôi không dùng cái này để nguyên, nhưng tôi copy này sang thôi. Bây giờ tôi tạo ra một cái lệnh mới nhé. Lệnh này tôi sẽ đặt tên là gì?
À, tiên đó là glide đi, từ Anh thì cho nó hay hay nhé, glide này. Đấy. Glide này và phải vị trí x thì tôi muốn vậy vị trí x y nhá. Đấy. À, tôi biết đây là in này, chúng ta từ Anh cho nó hay này. S này, đúng không? À, second này, đúng không? Second này. Sau đó tôi muốn là tiếp theo là chấm này. Tôi muốn thêm hệ số này, số zoom. Đấy, thêm đây là zoom nhá. Đấy, zoom. Và thêm hệ số zoom là Z. Đó. Thì sẽ là như sau này. Cái Z này nếu bằng 1 thì là con mèo không thay đổi. Z mà là nhỏ hơn 1 là mèo thay đổi. Z lớn hơn 1 là mèo to lên. Nhưng mà chúng ta sẽ làm cái này. Đấy. Thì ở đây thì với cái lệnh này thì toàn bộ cái phần bên trong của nó giống hệt nhau, giống hệt như ở đây. Được nguyên. Chúng ta chỉ phân tích cái Z này thôi. Nhé. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta có thể copy toàn bộ cái này sang, không thay đổi. Phần này là giữ nguyên. Đó. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích là cái Z này phải làm như thế nào. Đây, chúng ta đưa lệnh vào cuối này thôi nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Các bạn chú ý nhé. Như vậy là gì? Đây, bây giờ chúng ta phân tích như sau. Nhé. Đây, chúng ta đang mô tả con mèo từ vị trí này đến vị trí XY này. Chúng ta biết rồi. XY nhé. Và nó đi theo là N bước. N bước, chúng ta biết rồi. Nhé. Thì bây giờ như sau này. Bây giờ tôi giả sử cái size là cái kích thước hiện thời của con mèo. Nhưng mà tôi muốn là khi di chuyển tới đây thì chúng ta có cái hệ số Z là cái hệ số zoom thôi. Thì hệ số của nó là tại vị trí ban đầu là kích thước của nó góc đây. Vì chúng ta khi muốn chuyển về đây, chuyển về đích ý, thì nó phải là Z chấm size. Đấy, như vậy là tọa độ cái của nó sẽ chuyển từ sai sang z chấm sai. Như vậy là với z bằng 1 thì nó không thay đổi, với z là nhỏ hơn 1 thì nó bé đi, với z là lớn 1 thì nó sẽ to lên. Rồi bắt đầu thì chúng ta cùng nhau cái này mà chúng ta sẽ làm nhé. Thì như là như sau này đây nhé. Như vậy là cái sai này, cái sai đây nhé, đi sang tới đây là nó là z sai. Vậy suy ra chúng ta thấy là gì? Cái gì nhỉ? Cái gọi là cái thay đổi, cái thay đổi nó gọi là delta size, tức hiệu là d size, nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng cái hiệu của cái đích z chấm size trừ đi size. Thấy không nào? Cái delta sign là như vậy. Đó. Thế bây giờ cái này sẽ bằng gì? Cái này sẽ bằng là z trừ 1 nhân với sign. Đúng không nào? Vậy suy ra là tổng số như vậy, nhưng mà sau mỗi bước. Như vậy là sau n bước, như vậy thì suy ra là sau mỗi bước nhá. Thì con mèo thì nhân vật của chúng ta sẽ thay đổi như sau. Thì nhân vật của chúng ta sẽ thay đổi cái size đi theo một cái đại lượng. Đấy. Theo một cái đại lượng bằng là z trừ 1 nhân với size chia cho n. Được chưa? Đấy, thì cái này này, cái này tôi sẽ kiểu cái này là d sai. Vậy suy ra thì suy ra cũng đơn giản như sau. Chúng ta chỉ cần sau mỗi bước ấy thì chúng ta thay đổi kích thước của nhân vật bằng lệnh này này, bằng cái lệnh là trên sai by. Đây, lệnh này này đó, trên sai by theo một cái giá trị là bằng bao nhiêu, là bằng là z trừ 1 nhân với sai chia cho n. Có thấy không nào? Mình rất đơn giản. Bây giờ ta làm thử nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái biến mới có tên là d sai và tính bằng cái này. Đây, chúng ta tạo một cái biến, thêm một cái biến nữa đặt tên nó là biến riêng nhé, biến riêng hết nhé, đặt tên là d sai.
từ anh đến là delta đấy. Đấy. Vì ở đây chúng ta sẽ vào tính cái delta trước nhé. Đây. Chúng ta sẽ tính cái delta. Cái delta sai. Đây, bằng công thức này này. Đây, bằng z trừ 1 nhân với sai chia cho n nhé. Chúng ta bằng như này. À, sẽ bằng bao nhiêu này? Sẽ bằng là đầu tiên là nhân nhé. Đây. Bằng z đây, bằng phép trừ đây. Phép trừ nhé. Nhân với sai chia cho n. Chỗ này này, cái chỗ này là một phép chia nữa này. Đấy. Cái này là z chia cho n, tôi phải kéo cái z xuống nhé, z này. À, z đây là cái hệ số này. Tăng lên hay giảm đi này. Đấy, z ở đây nhé. Đây. Z trừ đi 1 này. Trừ đi 1 này. Đây, nhân với sai chia cho n. Đây, n biết là n là đây nhá. Còn cái sai này là sai là cái gì? Cái sai là kích thước hiện thời, nên là cái này, là cái hàm này, này. Chúng ta vào lúc nhé. Nó là cái này này. Nó là cái sai cái này. Còn nhớ cái đây là cái hàng có sẵn nhé, là nó mô tả cái sai hiện thời của nhân vật. Thế nên là đưa vào đây và đưa cái này vào đây. Đấy. Thì đây chính là cái chỗ này này. Cái chỗ này chính là z trừ 1 nhân với sai chia cho n, chính là cái này này. Chính là cái này. Đấy. Là cái đại lượng mà sau mỗi bước thì nhưng mà sẽ thay đổi kích thước. Thay đúng cái đó, chính cái này. Vì chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ đưa lên trên này cơ. Đó, trên này nhé. Rồi, và ở đây này, chúng ta sẽ mỗi lần chúng ta cho nhân vật nó đây nó to lên một tí cho để chúng ta để vào đây và nó thay đổi cái size bằng bao nhiêu, bằng là một cái giá trị bằng d size đó, được chưa? Bây giờ các bạn thấy rồi đấy, bây giờ chúng ta thử nào, bây giờ chúng ta bỏ cái này ra đây, chúng ta không dùng cái này nữa nhé. Đây, bây giờ chúng ta dùng thử cái này nhé. Đây. Đây, glide này. Đây nhá. Mèo đang ở đây nhé. Bây giờ tôi giả sử như sau này. Mèo sẽ di chuyển về hướng, về đỉnh này nhé. Mà mèo nhỏ đi một nửa nhé. Chúng ta đang thử nhé. Đây, thử xem nào. Thì làm như sau. Mèo sẽ di chuyển về vị trí là 100 này. 100 này. Trong thời gian là 2 giây này. Và mèo sẽ bé đi một nửa, 0.5, mèo sẽ giảm đi một nửa vì kích thước. Chúng ta sẽ thử nhé. Đây. Các bạn có thấy mèo bé đi không nào? Đấy. Đấy chưa nào? Đấy, rất là hay. Đi tôi cho mèo chạy ngược lại nhé. Chạy từ đây về góc cũ nhé. Về góc chỗ là về mèo cũ là 0 này. 0 trừ nhé. Trừ 100. Chỗ này là về vị trí này là trừ 100. Trừ 100 nhé. Trong 2 giây. Và zoom tăng lên 2 lần là quay về. Chúng nó là 0.5 là giảm đi một nửa. Việc tăng lên 2 lần là quay về vị trí. Quay về kích thước cũ này. Bấm vào đây này. Chị thử nào. Đấy. Mèo quay về đấy và to dần lên thấy không nào. Đó. Đấy. Bây giờ chúng ta đã làm được bài này rồi. Bây giờ bài này tạm thời tôi sẽ lưu lại cái này. Chúng ta lưu lại. Ở bài này chúng ta có hai cái hàm rất quan trọng nhé. Một cái hàm là di chuyển xy trong s giây. Hàm thứ hai là cái hàm viết bằng tiếng Anh là glide xy in s set và zoom z. Thì cái bài hai là cái hàm hai là tổng quát hơn cái hàm thứ nhất này. Tổng quát hơn, các bạn thấy không nào? Tổng quát hơn nhé. Tổng quát hơn và cái hay của cái này là nó cho phép là khi di chuyển nó to lên hoặc nó giảm đi tùy thuộc vào cái zoom này. Đấy, cái này là cái rất là hay luôn nhé. Bây giờ chúng ta lưu cái bài này lại để chúng ta có cái này. Có thể tôi sẽ làm một cái game hay một tí nhé. Tức là game như sau này, tôi làm luôn để tôi chạy thật được, tôi ghi vậy, tôi làm game sau nhé. Tôi ghi cái bài này thành bài số cách 2. Bài số 4 nhé, là tạo lệnh glide tổng quát 2 mạnh hơn nhiều. Sau cái bài số 3 là tạo lệnh glide tổng quát 1 thôi, đây là 2 nhé.
Đấy. Bây giờ làm cái bài như sau này, cũng bài như vậy thôi, ta nháy chuột thì mèo di chuyển ở vị con trỏ chuột. Nhưng mà cái mèo cứ di chuyển con trỏ chuột mà nếu mà y mà lớn không ấy. Tức là di chuyển về bên phải nhé. Di chuyển về bên phải thì di chuyển bên phải thì mèo con mèo nó sẽ bé đi. Còn di chuyển về bên trái thì mèo nó sẽ to lên so với cái hiện thời. Nhé. Như vậy là cứ mèo mà di chuyển sang bên trái thì nhỏ đi một nửa so với điểm hiện thời. Con mèo di chuyển bên phải nhỏ đi một nửa, chuyển bên trái so với vị trí hiện thời thì tăng lên thì to lên gấp đôi nhé. Rồi sẽ làm một trò chơi như vậy nhé. Đây, đầu tiên là mèo ở đây nhé. Ban đầu là chúng ta đặt kích thước cho mèo là 100%, ban đầu là mèo đúng 100%. Rồi mèo đầu tiên ban đầu mèo sẽ go to là 00. Được chưa? Rồi. Và mèo sẽ di chuyển về tức là quay về hướng 90 độ. Bây giờ chúng ta làm trò chơi như này nhé. Chúng ta sẽ liên tục liên tục là nháy chuột. Đây. Chúng ta bằng control chúng ta vào forever. Liên tục nhá. If nếu mà chúng ta nháy chuột đây, chúng ta vào sensing và nháy chuột. Đây. Thì mèo sẽ hướng về con chuột đó nhưng mà chạy về hướng con chuột đó nhưng mà là phóng to thu nhỏ tùy thuộc vào cái hướng của cái hướng bên phải và bên trái. Bên phải tức là theo tọa độ y. À, bên trái thì như sau, cho như sau đây này, chúng ta dùng lại này nhé. Đây, nếu mèo chạy về bên trái bên phải, tức là tọa độ y của con chuột lớn hơn tọa độ y của mèo, tức là như thế này. Nếu như mà cái tọa độ x thì tọa độ y chứ, tọa độ y của mèo, hay là của chuột nhé, tọa độ y của chuột tọa độ x gì nhầm rồi, x gì nhầm, bên phải là x gì chứ, bên phải trái là tọa độ là chiều ngang là x gì đúng không? Nên tọa độ x gì của chuột mà lớn hơn tọa độ x gì của mèo đây, tức là khi mà đây là gì, khi mà mèo chúng ta nhấc chuột ở bên phải con mèo thì mèo sẽ di chuyển về con chuột đây, mèo sẽ di chuyển về hướng con chuột và nhỏ đi một nửa, mèo di chuyển về hướng con chuột đây trong 2 giây và zoom là 0.5. Đấy. Còn ngược lại thì mèo cũng di chuyển về hướng con trỏ chuột nhưng mà phóng to lên là 2. Đó. Rồi chúng ta làm thử một trò chơi này vậy nhé. Như vậy chúng ta liên tục chúng ta nhấn chuột để ta điều khiển mèo. Nào bắt đầu này. Ở đây nhé. Này bước vào đây này. Nó sẽ nhỏ đi một nửa đấy. Đấy. Bước đây là nhỏ nữa này. Đấy. Bước vào đây này. To lên này. Như vậy là mèo di chuyển và có to lên hoặc là bé đi nhé. Đấy. Phóng đây là nó sẽ to, nó sẽ bé đi này. Đấy. Bước đây nó bé nữa này. Bé tí bé tẹo này. Đó. Như vậy chúng ta thấy một cái đường này to lên một tí này. Đây là một trò chơi đơn giản thôi để ta biết là đây không to lên gấp đôi này. To nữa này. Bấm vào đây cho nó bé đi này. Như vậy là một cái bài một trò chơi đơn giản như vậy thôi đúng không? Thì bấm vào đây nhé. To này. Bấm vào đây này. To chưa? Bấm vào đây này. Đấy. Tức là chúng ta điều khiển cho nó vừa đi di chuyển và có thể là phóng to thu nhỏ được. Như vậy chúng ta thấy một cái lệnh rất hay là cái như vậy chúng ta tạo ra một cái lệnh mà tổng quát hơn hẳn so với cái lệnh của chương trình. Bây giờ chúng ta ghi lại thành cái bài số
4/5 nhé, mà chúng ta làm cái game cho cái áp dụng cái ứng dụng nhỏ nhỏ, ứng dụng nhỏ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bài đầu tiên nhé. Bây giờ tôi bỏ cái này đi này. Đó. Và tôi giữ nguyên cái này và tôi sẽ quay lại cái bài đầu tiên. Đây, chúng ta bật cái này lên và chúng ta sẽ quay lại cái bài đầu tiên. Đâu đây? Được chưa? Mèo ban đầu nó sẽ nằm ở đây nhé. Bây giờ chúng ta thiết lập ban đầu này. Bây giờ chúng ta nhớ lại một chút nha. Bây giờ chúng ta quay lại cái bài đầu tiên, chúng ta sẽ làm lại bài đầu tiên theo một cách khác. Bạn thấy nó rất là hay. Bây giờ ta quay lại cái này. Đây. Chúng ta sẽ quay lại cái này. Đây. Điểm A này, B này và C và D đây, được chưa? Và tôi sẽ làm theo mô tả để các bạn thấy cái bài này chúng ta như vậy. Chúng ta biết chúng ta có một lời giải khác của cái bài bài tập cái bài số 2 trong quyển volume 1. Nhưng bài 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 này là lời giải này sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với cái bài giải có sẵn ở trong sách. Cái bài giải có sẵn là dùng kiến thức của tiểu học thôi. Bài này là mở rộng ra tổng quát lên. Dùng kiến thức của cấp 2, cấp 3 thì mình hiểu được, nhưng mà chúng ta đổi lại, chúng ta có một cái hàm rất là mạnh, một lệnh rất là mạnh, mạnh hơn cả lệnh của nó nữa, dùng trong rất nhiều việc khác nhau. Mình tôi mô tả nhất, đầu tiên là -189 và -107 đây. Đầu tiên chúng ta vào chương trình của chúng ta nhất bài là giải rất đơn giản đây. Ban đầu nhé. Chúng ta sẽ thiết lập như sau. Chúng ta sẽ cho cái này nó di chuyển go to đến điểm đầu tiên nhé. Lại quên mất rồi. -189 và -107. Mãi không nhớ được. -189 và -107, được chưa? Đấy, và chúng ta cho ban đầu thì cho nó là thời gian cái size của nó là 100% và cho nó quay về hướng bên phải. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiện 4 lệnh nhé. Bắt đầu như này này. Đây. Sang bên này này, cái dưới này này, sang bên này xuống dưới này nhé. Giờ 4 lệnh, được dùng 4 lệnh thôi, là dùng 4 lệnh này này. Đấy. Lệnh này là 1 lệnh này, 2 chúng ta dùng 4 lệnh, lệnh là điểm từ A đến B này, từ B đến C này, từ C đến D này và D quay về A. Đấy nhé. Đầu tiên từ A đến B thì mèo sẽ phải di chuyển tới vị trí gì? Thì vị trí là 202 và -107. Đấy. Nhé. 202 và -107 với thời gian là 2 giây và mèo đi ngang cho nên là ta để số 1, mèo không thay đổi về kích thước. Số 1 ta không thay đổi. Tiếp theo, mèo sẽ di chuyển về hướng gì? Mèo sẽ di chuyển về điểm C là 5 và 6. Đây, 5 và 6. Chúng ta tiếp theo sẽ di chuyển về 5 và 6. Thời gian là 2 giây. Và tôi muốn cho mèo là nó nhỏ đi còn bé tí lại còn 0.25. Như vậy là mèo nó sẽ bé bằng 1/4 con đầu tiên thôi. Xong bước tiếp theo là nó quay về sang điểm C. Sang cái C là cái điểm bao nhiêu là sang D chứ, là -786. Đây. -786 theo chiều ngang đó và 2 giây và mèo không to lên không bé đi, và đây vẫn là số 1, dù nó vẫn là 1. Và cuối cùng là mèo quay về cái vị trí ban đầu là -189, chỗ này là -107 nhé, chỗ này là 2. Vì ở đây là mèo là giảm đi 1/4 lần cho nên đây phải mèo to lên là 4 lần thì nó mới to như cũ được. Như vậy nhắc lại này, chúng ta dùng lệnh này dùng bốn lệnh là được thôi. Đi từ A đến B này, B đến C này, C đến D này, D quay về A, bốn lệnh. Chạy thử nhé, xem được không? Ta sẽ điều chỉnh sau. Đấy. Chúng ta sẽ mô phỏng như vậy là dùng tổng quát của chúng ta và khi đi và mèo sẽ xoay ơi. Chúng ta lại khi mèo hay bị xoay ngược thì không sao.
Ôi đi xa quá, thôi được, chúng ta sẽ quay lại sau nhé. Đấy. Bây giờ muốn cho mèo nó di chuyển đúng thì làm như sau này. Bây giờ chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta phải làm như sau. Bây giờ chúng ta phải làm cái động tác này. Thì mèo nó không bị lộn xuống. Đây, chúng ta dùng lại là rotation style là left or right nhé. Đấy. Chúng ta sẽ ra sẽ được chỉnh lại một lần nữa này. Đấy. Mèo đi xa quá, chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Đấy. Mẹ đi như mẹ tí mẹ tẹo này. Đấy. Được chưa? Đấy, chính xác rồi đấy. Đây chúng ta có thể thêm lệnh nữa cho nó hay nữa là đây, nó về vùng này này. Đấy. Như vậy bây giờ các bạn đã làm ra được một cái chương trình giải cái bài bài số 2. Bài số 2 của cuốn volume 2 đó, cuốn volume 1 đó thành cái bài mới nhé, rất là hay. Và có thấy nó rất là chúng ta đã tạo ra được cái sản phẩm rất là đẹp. Và bài tập vào nó có mang tính tổng quát rất là nhiều, tổng quát rất là nhiều. Chúng ta có thể mở rộng ra thành dùng cái lệnh này chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nữa chứ không phải ở riêng 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 cái bài này. Xem lại một lần nữa nhé. Bạn có hiểu không? Chúng các bạn mình có hiểu không nhỉ? Hơi khó một tí đúng không? Đấy, hay sang qua chúng ta có thể cho nhỏ làm gì không sao kệ nữa. Đấy, chính xác. Nhưng bài này chính là cái bài này mới là bài hôm nay chúng ta muốn làm. Đấy. Cái bài B2 là mèo con chạy thì bài này là chính là bài này kiểu là bài số 6 chính là bài mèo con chạy new new cách mới nha. Thế không nào, như vậy là bây giờ bài này chúng ta có thể với cái này chúng ta có thể tạo rất nhiều những cái chương trình game khác và chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra một game thấy hay không để chúng ta mô tả hạ nhé. Vì chúng ta dùng cái này có thể không phải là mèo mà có thể là người hoàn toàn chúng ta có thể dùng là người được nhé. Đây bây giờ tôi muốn áp dụng cho nó có con là người thì làm sao này, tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi muốn là mô tả người thì sẽ làm như nào thì đây bây giờ tôi sẽ không dùng mèo dùng người thì có làm được không được. Bây giờ tôi sẽ đưa vào đây một cái người bạn này nhé, bạn này nó chạy lên đây à không à đây bạn này nó chạy đây đấy chạy nhé. Thế bây giờ muốn để cho mà cho được thì tôi chỉ việc copy cái này sang thôi nhé. Đây này. Thì các bạn sẽ copy cái này sang đây. Đấy. Thì lập tức tất cả những cái biến riêng ấy là nó copy sang hết. Đây chúng ta sang bên này này. Đây này. Xem cái biến riêng nhé. Đấy. Biến riêng là có hết nhé. Tất cả cái biến riêng của cơm mèo sẽ được copy sang đây. Thấy không nào? Và bây giờ chúng ta có thể làm mà trong mà chúng ta cũng có thể mô tả lại lệnh đó nhé. Đây bây giờ tôi sẽ mô tả lại lệnh này này. Đây. Tôi copy cái này sang đây. Đấy. Nhưng bây giờ tôi sẽ cho con này con bé đi một tí ban đầu nhé. Đây. Bây giờ tôi ẩn đi mèo ẩn đi. À, nhầm nhầm nhầm. Mèo ẩn đi chứ nhỉ. Đấy. Đây nhé. Ồ. Được chưa? Bây giờ ban đầu thì tôi cho con này là 50%, 50%. Bảy mươi đi. 70 sẽ như thế nào? Rồi, nha. Đấy. Nào, làm bài này ta chơi thử cho cô bé này nhé nào. Chơi thử nào. Đấy. Đấy. Làm bé đi nhé. Đấy. Thấy không nào? Đấy, thấy không nào các bạn thấy nhưng mà cái bài này chúng ta sửa lại thành người là thành người ngay cho tổng quát cho mọi 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 cái con vật khác chứ không phải là mọi vật khác chứ mà chỉ là con mèo có thể là người có thể là con cánh cam có gì đó con chó cũng được nhé và chúng ta bây giờ chúng ta tổng quát lên như thế này đó.
Rồi, để tôi ghi lại thành cái bài mới nhé. Như vậy chúng ta có thể copy cái chương trình này sang cho mọi người khác, thì tất cả các tham số này là copy theo hết, tất cả các biến biến riêng này là copy theo hết nhé. Bây giờ tôi bài này tôi ghi ra bài số 6, bài số 7 là người người nha, người chạy xung quanh nhà, tổng quát lên trên này đây nhá. Vậy thì thôi, nhưng hôm nay chúng ta về chúng ta không còn thời gian nhiều mà không đủ để ta làm một bài mới nữa, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Như vậy hôm nay là một cái bài mà các bạn thấy từ một cái bài tập rất đơn giản của cái cuốn sách volume 2 ấy, thì là chúng ta có thể mở rộng ra là thành nhiều bài tập khác, mà mở rộng ra thành chương trình khác. Thì tôi sẽ trong trang tới tôi sẽ phân tích, tôi sẽ dựa trên cái bộ 100 cái bài tập đó và tôi sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ mở rộng ra cả 100 cái bài tập của 5 cuốn volume từ 1 đến 5 đấy, là những cái bài tập hết sức là bài bản và từ đơn giản đến phức tạp, mà nó có đầy đủ tất cả những cái mô tả tất cả những tính năng mà liên quan đến phần mềm, liên quan đến Scratch. Ví dụ các tính năng như tính năng mô phỏng, tính năng làm game, tính năng làm phần mềm, tính năng để các cả các tính năng liên quan đến vẽ hình chẳng hạn, thì ở trong đó nó có hết nhé. Mà chúng ta nghỉ sớm một tí nhé. Chào mọi người nhé. Con chào thầy. Con chào thầy. Con chào thầy. Con chào thầy ạ.